Sô Tuấn Japan nay ngày giáp Tết, Sô Tuấn Japan lại tiếp tục bàn giao và hướng dẫn sử dụng một ghế massage Huliki SKS 6800 cho anh khách hàng ở Bồ Đề, Gia Lâm. Đây, giờ sẽ chuyển vào nhà anh. Tôi cho ban này lại tiếp tục giao bàn giao và hướng dẫn sử dụng sản phẩm giấy massage ngày cận Tết Huliki SKS 6800 cho một anh khách hàng ở tại Bồ Đề Long Biên. Anh cũng đã xem ở trên mạng là những về những cái sản phẩm ghế massage nội địa rất nhiều rồi, và anh sáng nay anh sang thì chắc là không đầy 5 phút nhờ đó, anh đã chốt được ngay cái sản phẩm ghế massage này. Cắt này phải có kiểu không thì nó chiên hết vào ra. Đây thì gồm Việt hóa điều khiển. Đây, Việt hóa hướng dẫn sử dụng rất đầy đủ. Khi mà em ấy xong là em cho vệ sinh các thứ là sạch sẽ. Đẹp, đẹp hơn lúc đến đúng không? Đây là cái nguồn đổi nguồn, anh cũng cắm cái dán cái cảnh báo là điện 100, dùng điện 100. Và cái đầu dây điện này cũng cắm điện 100 để cho người khi cầm đến này để nhớ luôn chứ không nhầm đấy. Rất là nguy hiểm. Đây anh dán tem bảo hành này. Dán tem bảo hành đầy đủ đằng này và đằng sau cốp luôn đây. Và cái tem của Sô Tuấn Japan, địa chỉ, điện thoại đầy đủ hết. Đó, anh mời em lên thử luôn, có thử không? Đây, lên luôn này. Cho nó rửa ra đi, xem nó vướng vào. Khi mà mình mà không có người đây mà mình báo mình bật lên này nó sẽ báo lỗi ngay. Tí nữa nó sẽ em mời ngay. Anh nhảy lên. Tôi để nó đo cái đạo của mình mà. Anh nhảy lên. Anh nhận đi rồi. Sao nó vướng víu được không? Không rồi, anh sẽ
ngả ra hết để ra để đúng vào cái vị trí em cần luôn. Hết câu đấy. Đấy, khi mà em cần thì em tháo cái này, nó có cái tên kia em tắm lên rất là tiện lợi. Em dích ra đây một tí. Dưới chân nó có năn à? Dưới chân này là nó có cái bánh xe. Khi em dựng lên mà em vít ra sau thì em đẩy lên, đẩy được đi thoải mái. Đấy, trong vị trí này ok rồi nhỉ em nhỉ? Em thấy là đẹp hơn lúc em sang đúng không? Vệ sinh đi bao giờ này. Bạn lại chiều vợ lắm, vợ bán hàng vất vả là phục vụ vợ luôn. À, ok, Tuấn Japan đây là tranh thủ ngày sắp Tết thì đến bàn giao và hướng dẫn sử dụng anh khách hàng. Anh này anh cũng xem trên mạng, cũng chắc là một số cái cơ sở để gọi là bán hàng Trung Quốc có đúng không? Rồi Nhật loại bạ địa thì cũng có. Và anh sang thật ra thì đúng chắc là buổi sáng nay anh tầm 5 phút là anh sang anh ngồi thử hai cái và anh chốt ngay con này. Rồi chúc mừng anh và anh luôn luôn ủng hộ xuất Tuấn Japan. Thôi xin chào tất cả anh em và tín đồ hàng nội địa Nhật Bản để hẹn các clip tiếp theo. Mong các anh em đăng ký kênh ủng hộ xuất Tuấn Japan để những chia sẻ được những sản phẩm tốt đến xịn chuẩn Nhật nội địa để chia sẻ đến với người tiêu dùng. À, xin chào tất cả anh em.